Chị thấy sếp mùa này rồi cũng kha khá bạn làm rồi thì về làm nốt nhất tại nó cũng không khó đúng không? Chỉ là thì các em về các em làm tiếp bài khác là cái bài không phải sếp mùa này mà là cái đợi chị chút. Đây, về làm cái này nhá. Làm 5 bài này. Ok, một bài tập về nhà là cái này nhá. Ok, thế mình bắt đầu học nha. Hôm nay là buổi 2. Thì chủ yếu chị sẽ dạy dựa trên cái web này. Thì chị thấy nó cũng ok. Khi mà nếu mà mình học bắt đầu á thì nó cũng đưa ra tất cả các ví dụ và các em cần biết luôn. Giả sử ví dụ như là đây, các em muốn học cái gì các em chỉ cần nhấn vào cái này thôi, xong rồi các em nói ra ví dụ á, các em học theo if else if này đó, thì học theo cái này nha cho nó dễ, cái nào cũng dễ hiểu nữa. Thì mình đã học qua đây, nhìn lại nhá. Lần trước anh Tùng với lại chị Trang đã nói về variable này, data type, basic IO là kiểu nhập vào rồi xuất ra, các kiểu dữ liệu xong rồi convert giữa những các kiểu dữ liệu với nhau, operator, comment này, xong rồi mình học đến if else, for loop, do while loop. Mình chưa học mấy cái này đúng không? Break continue chưa học thì hôm nay chị nói qua nhá. Function chưa học nè. Array thì có học array rồi nhưng mà chưa học string. Thì hôm nay cũng nói qua string là cái gì luôn. Xong rồi nói một cái kiểu dữ liệu structure. Đó, thì mình sẽ nói qua những cái này. Còn buổi buổi tiếp theo thì sẽ nói qua con trỏ. Thì cái con trỏ này nó quan trọng á, nên là đứa nào cũng hơi khó hiểu ban đầu, nên là thôi mình để buổi sau thôi, mình nói cả buổi luôn. Ok không? Các em đã học đến cái kiểu type conversion này chưa, là kiểu chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu á. Lần trước anh Tùng đã nói chưa? Trường Nguyễn anh Tùng đã nói chuyển đổi các kiểu dữ liệu chưa? Ok, thế thì thôi nhá. Nói qua rồi đó. Các operator nhá. Xong rồi các em cũng học luôn. Như là và rồi ngang ngang này này. Các em về đọc qua mấy cái này nhá. Nó chỉ là mấy cái logic operator thôi á. À, có một cái nữa là big white này. Thì không biết các em hồi cấp 3 đã học kiểu big white operation chưa? Kiểu là từ từ một số đúng không? Xong rồi chuyển qua dạng dạng nhị phân. Đấy, từ một số xong rồi chuyển qua dạng nhị phân, xong rồi dùng những cái big white operator này để tính ra cái kết quả. Đó thì ở trong C cộng cộng cũng làm được việc như đấy. Nhưng mà kiểu các em chỉ cần ghi là như này. Các em biết cái đấy không? Biết mấy cái này chưa nhỉ? Không biết Tùng nói chưa? Chưa, trả lời tiếp chưa? Ok, chưa biết cái này đúng không? Thế mình học cái này. Mình học trước cái này đi cho đỡ mất gốc. Đây, giả sử đây nhá. Cái big white operator này là nó khác với những cái mà mình học từ trước á. Và các thứ thì nó đây, giả sử cái và này này, cái và này nó quen thuộc đúng không? Và là cái nếu mà nó đúng khi cả hai vế nó đều đúng, cả expression 1 với expression 2 đều đúng thì nó sẽ xả ra là true. Còn cái này là dấu hoặc thì một trong hai cái đều đúng là ok. Còn cái này giống ngược lại, giả sử cái expression này đúng thì nó sẽ trả ra là sai. Thì cái biểu thức expression của mình phải là một cái biểu thức cơ, tức là nó phải là kiểu biểu thức a lớn hơn 3 hoặc là gì đấy.
Còn giả sử nếu mà là A không nhá, thì nó sẽ là auto là true đúng không? Nếu mà nó như là ra, nếu mà nó lớn hơn, nó không bằng không thì nó sẽ auto là true. Còn nếu mà nó bằng không thì nó là false. Thì các em không biết là các em có biết không, ở trong ngôn ngữ lập trình đó, thì khi mà cái biểu thức false thì nó sẽ tương ứng với là không, còn biểu thức mà true á, thì nó sẽ tương ứng với là lớn hơn không, thì giá trị nào mà lớn hơn không thì nó sẽ trả ra là true. Nhưng mà cái đấy thì học sao, thì các em hiểu là ở hai bên này đều phải là một cái biểu thức. Còn đây các em có thể đọc ví dụ ở đây. Nhưng mà ngược lại thì cái big white này thì nó không phải là với cái biểu thức mà nó sẽ là với cái số. Này perform on individual bits thì nó là dựa trên từng cái bit với nhau. Thì bây giờ giả sử nhé, ví dụ trong cái big white operator này đi, thì cái big white operator này đầu tiên mình sẽ học cái and nhé. Thì a bằng 0 b bằng 0 thì a and b sẽ là bằng 0. A bằng 0 b bằng 1 thì a and b sẽ bằng 0. Thì cái này nó chỉ bằng 1 khi mà cả hai đều bằng 1. Các em nhớ là thấy cái and này bằng 1 khi mà cả hai đều bằng 1. Thì giả sử mình làm với cái trường hợp này là 12 với 25 nhé, thì đầu tiên mình sẽ phải viết nó ra dưới dạng nhị phân đã. Phân tích nhị phân thì các em biết rồi đúng không? Ok, cứ chia hai xong rồi lấy ngược lên đó là sẽ ra phân tích nhị phân cái gì hồi cấp 3 có học đó. Thì phân tích nhị phân của 12 ra, 25 ra, xong rồi mình sẽ lấy dọc xuống, 0 and 1 thì là bằng 0 này, chỉ có chỗ này là bằng 1 thôi đúng không? Thì nó sẽ cuối cùng nó sẽ ra ra cái số này, xong rồi từ cái số này mình lại chuyển về số cặp phân là nó lại bằng 8. Thì suy ra là 12 và 25 thì nó sẽ bằng 8, ok chưa? Thì cái này cũng lập trình được luôn, thì mình chỉ cần viết một cái đoạn như này thôi. Khai báo y là cái a bằng 12, b bằng 25, xong rồi đây viết như này là ra. À đây chứ, đây viết như này thì máy xem nó sẽ tự hiểu là ghi ra là bằng 8. Ngay nhất đoạn này dễ hiểu đúng không? Chị ơi chị giúp gửi em cái link, ok để chị gửi nhé. Đó đấy, tương tự thì có phép and rồi đúng không, thì sẽ có phép or. Thì cái phép or này bằng một khi mà chỉ một trong hai cái bằng một thì nó sẽ auto bằng một, còn hai cái bằng không thì nó sẽ bằng không. Thì ngược lại với cái trên cũng không ngược lại lắm, nhưng mà nó sẽ ok, nó sẽ kiểu như này, chỉ cần một trong hai cái bằng một thì nó sẽ bằng một. Thì cũng làm tương tự thôi, đây cũng tương tự thôi nhá. Ngoài ra thì có một cái phép đặc biệt nữa khác phép and với phép or, thì sẽ có phép XOR này. Thì cái phép XOR này á bằng bằng một khi mà hai cái nó phải khác nhau, còn hai cái mà nó giống nhau thì nó sẽ bằng không. Kiểu như là không không thì nó sẽ bằng không, một một nó sẽ bằng không, nhưng mà hai cái khác nhau thì nó sẽ bằng một. Thì viết ra mình cũng viết ra được như này nữa. Big white. Đấy, các em cứ học qua như này, xong rồi sau này mình còn học kiểu ứng dụng của mấy cái này trong trong đấy á. Thế là khi mà mình vào vào trong trường đại học đúng không, thì sẽ có những cái môn nó nâng cao hơn, nó có về những cái ứng dụng này. Mà lâu rồi chị học chị cũng không nhớ mấy cái này nữa, nhưng mà các em cứ nhớ là thế nhá. Ý là sau này các em còn học kiểu phải 4 môn về cái lập trình C này á. Đây chị có đẩy slide lên cho các em xem qua trước thôi. Thì trong trường đại học thì chị học 4 môn về mục C là tin học đại cương này, là học về C cộng cộng với C. Còn kỹ thuật lập trình thì nó sẽ khó hơn, thì nó sẽ học về kiểu nó không phải là C với C cộng cộng nữa, mà nó sẽ học cái cách mà mình lập trình nó làm sao cho nó hiệu quả các thứ, cũng học với C cộng cộng luôn. Còn cấu trúc dữ liệu thật thì nó là kiểu giống như thi tin hồi cấp 3, thi học sinh giỏi á. Còn thực tán ứng dụng thì nó cũng như thế, nhưng mà cái 3 này thì nó sẽ thiên về lý thuyết hơn, còn cái 4 này thì mình sẽ được code trực tiếp luôn, thường là sẽ thế. Đây, nếu mà các em muốn xem trước giáo trình thì sẽ vào đây xem nhé, thì có slide của từng môn đó. Đó, các em có thể xem qua, chị có tải lên rồi đó. Sau này các em sẽ được các thầy cô giảng kỹ hơn, tức là ý là học cái môn
môn tin học đại cương này thầy cô giảng kỹ lắm, kiểu không phải là kỹ về mấy cái kiểu tức là không phải về kỹ về mấy cái chart các thứ đâu, mà các thầy cô sẽ giảng ý là ý nghĩa của mấy cái này như nào. Nên là lúc nào đến lúc học thì biết. Em xin link giáo trình. Ok nhá, thế chị sẽ gửi cái link Notion của lớp mình ở đây nhá. Thì ở đây có material này, reference để các em xem, xong rồi từng buổi có cái gì các em vào đây xem nhá. Thì buổi hôm nay mình sẽ học function string struct với lại không pointer thì để buổi sau. Thì ở đây chị cũng có nốt ra bài tập về nhà các em phải làm gì luôn này, là học bao nhiêu buổi, chữa bài tập bao nhiêu buổi nhá. Thì cái này mình sẽ học trong 2 buổi và chữa bài tập 3 buổi tiếp theo đấy, càng làm dần bài tập cho quen tay thôi. Ok, thế cái link này thì sẽ học trong xuyên suốt buổi học luôn nhá. Em chị đó, em lưu lại link này nha để lấy tài liệu nha, ghim tin nhắn, ok chưa? Nói đâu rồi ấy nhỉ? Ok. À rồi, sau sau cái phép so thì mình sẽ đến cái phép ngoặc như này nè, phép phép ngã như này nè. Thì phép ngã đấy nó chỉ tương tương đơn giản như là cái dấu thăng, dấu dấu gì ta, dấu này đấy, nó tương ứng như cái dấu này nè đó. Thì mình sẽ đảo ngược lại nó thôi. Thì nó còn được ứng dụng trong cái cách mà viết cái này ra. Lâu rồi chị không 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 nhớ là ý là ý nghĩa của cái này để làm gì nữa, nhưng mà các em cứ nhớ là cái ngã này nó sẽ ngược lại nhá, cái ngã này này thì nó sẽ cho kết quả ngược lại nhá. Tiếp theo thì có một cái là hai cái này thì nó sẽ là mới. Thì right shift này và left shift, thì cái right right shift này nó sẽ dịch cái số nhị phân của mình đến, kiểu như là này. Đầu tiên mình sẽ nói đến right shift nhá. Thì giả sử ban đầu cái dấu nhị phân của mình là 0011 đúng không? À không, từ từ đợi xí, thế nào đây, thế này đi cho dễ hiểu. 0011 là viết qua đây, 212 nhị phân. Thôi viết ra đi cho dễ hiểu nhá. Hay thôi nhìn đây đi, chị lười quá. Đây nhá, đầu tiên ở cái giả thì giả sử cái số của mình là 10100 khi mà viết dưới dạng nhị phân nhá, thì left shift là gì, thì mình không, cái số của mình là ở đằng trên này này, 1010, xong rồi left shift qua bên qua một thì nó sẽ chuyển qua bên trái một lần, thì tức là nó đã được nhân 2 lên đúng không? Các em thấy này, nó thêm một số 0 thì tương ứng nó được nhân 2 giá trị lên đúng không? Thì đấy, các em có thể thấy là khi mà mình left shift bao nhiêu lần thì nó sẽ nhân 2 bấy nhiêu lần. Thì ví dụ là đây, left shift một lần thì nó sẽ giữ nguyên này, 2 mũ 0 là bằng 1 đúng không? Còn đây 2 mũ 1 là bằng 424, là nhân 2 lên 2 mũ 2, đây là 2 mũ 3 nhá. Còn right shift thì nó ngược lại thôi. Giả sử số của mình là 1010 đúng không? Thì right shift một lần thì nó sẽ là còn 101 thôi. 2 lần thì nó sẽ còn 10, còn 3 lần thì nó sẽ là bằng 0. Đó, các em có thể hiểu là như thế, không phải là bằng 0. Bằng 0 nhưng mà nó vẫn là một ở trong cái số thập phân nhá, bằng 0 trong số nhị phân đúng không? Thì nó vẫn là một trong số thập phân. Ok chưa? À không, vẫn là bằng 0 trong số thập phân. Chị nhầm lắm, 0 nhân 2 mũ 0 á. Ok. Đó, em có thể hiểu là left shift với right shift là như thế. Thì cái phép này sẽ cho mình ý là sẽ cho mình làm những cái biểu thức toán nó nhanh hơn nhiều á, thì sau này các em sẽ được ứng dụng nhiều hơn.
Tức là thay vì kiểu mình phải nhân như nào ta, giải giả sử các em muốn nhân 2 mũ 10 đi, thì các em chỉ cần left shift hạ 10 lần cái đấy là được. Đó, em có thể hiểu là như thế. Sau này các em còn chị nhớ là trong cái môn nào á thì người ta nói về cái ứng dụng này kiểu hay lắm. Tức là mình chỉ cần làm những cái left shift với right shift này thôi thì nó cũng ra những cái kiểu kích nó nhanh hơn, viết nhanh hơn. Thì có gì các em sẽ được học kỹ hơn. Nhưng mà bây giờ thì mình học mấy cái này trước để mình overall trước là C nó còn những cái có những cái operator nào nhé. Ok. Xong rồi operator là xong rồi này. Comment thì các em biết rồi đúng không? Ý là mình muốn comment một cái dòng á thì mình chỉ cần ghi là hai cái dấu sệt này là thôi, là nó sẽ tự hiểu là nó là một cái dòng comment và nó sẽ không chạy code ở trên cái dòng này. Giả sử như này nhé. Đây, khi mà viết viết một chương trình đó thì mình phải comment từng đoạn đúng không? Giả sử ở đoạn này chị muốn comment là cái program này muốn in ra giá trị của y thì chị cũng nên comment cho người ta biết đó là cái gì. Thì lúc viết code thì nhớ comment đàng hoàng, ý là chứ không phải là kiểu viết từ trên xuống dưới xong rồi người ta đọc người ta không biết đoạn nào là đoạn nào đúng không. Mình phải biết đoạn này là có một cái break condition ở đây thì mình cũng phải comment nó vào. Cái comment này nó cần hiểu là như này, thì giả sử chị comment như này nhá thì cái đoạn code nó sẽ không không đọc cái đoạn này luôn, thì nó đang nằm ở trong dòng comment. Đây giả sử như này đó, thì nó sẽ không có cái lệnh in ra nữa. Cách làm thì các em chỉ cần nhấn control này, control shift là được và nó sẽ auto được. Các em làm được không? Được đúng không? Control phải không ta? Có ai làm được trên máy Win không? Đấy, nhấn cái gì ạ? Xong rồi select là được. Làm được chưa? Làm được chưa? Đông Ngô Văn, Ngô Văn Đông. Ok, chị học ngành gì? Chị học học tài năng khoa học máy tính. Chị K64. Hơn các em 4 tuổi, già quá. Chị sắp tốt nghiệp rồi. Ok, cố lên nhé. Đấy. Thế nhá, comment nó chỉ như thế à. Cái này, cái mình học có lệnh break với continue này. Thôi chắc không cần slide đâu. Đây thì cái break này nó sẽ có một cái tác dụng gì, đó chính là các em biết cái lệnh vòng lặp rồi đúng không? Là chỉ chị muốn chạy cái vòng lặp là y bằng 1 đến 10 xong rồi in ra giá trị của y. Nhưng mà chị đang muốn là nếu mà nó đến tức là khi mà cái y đấy á, nó thỏa mãn một cái gì của chị rồi á thì chị muốn dừng nó ngay lập tức luôn, tức là chị không muốn chạy hết tất cả các vòng lặp. Mà chị muốn là để nếu mà nó thỏa mãn cái đại giá kiện gì á thì chị muốn break luôn cái vòng lặp đấy. Thì cách làm là gì? Cách làm là chị sẽ tạo thêm một cái vòng if else ở trong cái vòng lặp đấy và thêm cái dấu break vào. Thì giả sử em nhìn vào đây nhá, đây cái vòng lặp for nó vẫn đang chạy đúng không, nhưng mà nó sẽ dừng khi mà cái condition của chị nó thỏa mãn thì nó đúng rồi đó. Nếu mà condition này nó đúng thì nó sẽ vào cái vòng break này, và khi mà gặp cái vòng break này á thì nó sẽ nhảy ra ngoài vòng lặp for luôn. Các em có thể thấy là cái đường mũi tên nó sẽ nhảy ra khỏi vòng lặp for và nó sẽ không không tiếp tục chạy cái vòng lặp này nữa. Thì tương tự cũng trong vòng lặp while nó cũng thế. Ok nhá, thì cái lệnh break ở đây, ở đây giả sử nhá y bằng 1 đến 5 thì y bằng 3 thì chị muốn break nó ra rồi thì nó sẽ chỉ chạy đến 1 và 2 thôi đúng không, vì đến đây này đến y bằng 3 rồi á thì nó sẽ chạy ra ngoài này và nó sẽ không nhảy đến cái lệnh CL này nữa.
thì nó sẽ chỉ in ra hai cái dòng là 1 với 2 thôi. While loop nó cũng thế. While loop nó cũng thế nhá. Thì cái có ai đọc đoạn mã này xong rồi nói cho chị ý nghĩa của đoạn mã này là gì không? Cho 1 phút để đọc. Ê, không. Phải giấu. Ok, đó, cho 1 phút để đọc nha. Đoạn mã này để làm gì? While true có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ lặp vô hạn đúng không? Tức là nó sẽ không bị break ra. Nhưng mà sẽ có một cái đoạn làm cho nó break ra. Ở đây. Đó, 1 phút rồi, ai trả lời không? Ai? Nguyễn Thành Vinh nào, Nguyễn Thành Vinh trả lời chị nào, cái đoạn này để làm gì? Gì? Bé tẹo to lắm mà. Có ai thấy nhỏ nữa không? Nhỏ lắm hả? Hả? Ôi, mọi người đứa thấy nhỏ hả? Đâu có cho coi chẳng được. Đành, đừng có lý do, đeo kính vào đi. Đoạn kính chi nào? Đấy, chị cái đoạn cốt này để làm gì? Nhưng mà nó bỏ qua luôn xong rồi nó chạy tiếp hả hay là sao? Có phải ở đây là break ở đây là ra luôn không thì sao? Xong rồi là nó kết thúc luôn đấy đó. Thì ý là nếu mà nó gặp cái vòng lặp này nhá, nếu mà cái if này mà đúng nhá, là cái số âm nhé, khi mà mình gặp một cái số âm thì nó sẽ vào lệnh break và nó sẽ out ra khỏi cái vòng while này luôn, thì nó sẽ dừng luôn đó. Nên em có thể hiểu là cái chương trình này nó giúp mình là tính tổng những cái số mà mình nhập vào, nhưng mà mình nó sẽ dừng khi mà mình nhập vào một cái số âm, tức là nó chỉ tính tổng những cái số dương mà mình nhập vào thôi. Khi mà mình nhập đúng một cái số âm thì nó sẽ break ra luôn và nó sẽ dừng chương trình đó. Ê, cái đoạn break này sau khi mà gặp thì nó sẽ nhảy ra ngoài này 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 luôn. Ok. Đấy thì ở trên mình sẽ chỉ gặp những cái vòng lặp một lần thôi đúng không? Nhưng mà cái hai vòng lặp mà nó lồng vào nhau thì nó sẽ như nào nhá? Thì mình sẽ nhìn ở đây. Ok. Thì giờ chị cũng cho 1 phút nữa nhá, đọc cái vòng lặp này. Xong rồi có ai nói với chị là nó sẽ khi mà nó gặp cái lệnh break này á thì nó sẽ nhảy ra khỏi cái vòng lặp first loop hay là nhảy ra khỏi vòng lặp second loop? Có ai trả lời luôn được không? Đoán thôi. Nào, sao cái lớp này? Văn Đạt nè, Văn Đạt trả lời đoán đi là
đặt cái lệnh break này thì nó sẽ nhảy ra khỏi second loop hay là first loop. First loop luôn. Ok, nhưng mà nó chỉ nhảy ra khỏi second loop thôi. Còn nếu mà nhảy ra khỏi first loop thì nó cũng hơi có kiểu, tức là nó sẽ hơi bất tiện đó. Tức là đấy, nên là cái lệnh break này nó chỉ nhảy ra khỏi second loop thôi nhá. Nó sẽ chỉ nhảy ra khỏi cái loop gần nhất với nó thôi. Ok chưa? Thì ở đến đây các em có thể thấy nhá. Thì nếu mà y bằng 2 thì nó sẽ nhảy ra khỏi cái second loop này, và nó sẽ lặp qua cái y tiếp, tức là nó sẽ không nhảy qua, nó sẽ không vào cái vòng lặp y này nữa. Đấy, thì các em có thể thấy ở đây nó bỏ qua tất cả các y bằng 2 luôn. Vì khi y bằng 2 nó nhảy ra rồi, nó sẽ không còn cái lệnh CA này nữa. Ok chưa? Thì kiểu tương tự 3 lúc thì nó cũng sẽ chỉ nhảy ra cái lúc mà gần nó nhất thôi. Đấy. Em có thể hiểu nó như thế. Ok ha. For loop break đến đây thôi nhé. Tiếp theo continue. Continue thì nó ngược lại, với break. Các em có thể thấy là ở đây nếu mà là break đúng không, thì nó sẽ nhảy ra khỏi vòng lặp for luôn. Nhưng mà nếu là continue á thì nó sẽ chạy lại vòng lặp for, nhưng mà chạy lại đến cái bước update đó. Giả sử như đây, giả sử như là chị có thể thấy là ý nghĩa của cái chương trình này viết đó chính là in ra tất cả những giá trị từ 1 đến 5 nhưng mà trừ số 3. Biết vì sao? Biết là vì khi mà đến y bằng 3 á, thì nó sẽ là nhảy đến cái lệnh continue, mà khi mà gặp cái lệnh continue này rồi á thì nó sẽ nhảy lên lại đây, thì nó sẽ cập nhật y cộng cộng tiếp. Tức là khi đấy là y bằng 4 thì nó sẽ nhảy tiếp ra đây. Thì các em có thể thấy là đến y bằng 3 thì nó sẽ không nhảy vào cái lệnh CA đúng không? Nên khi mà in ra thì nó sẽ thiếu mất số 3 ở đây. Đó. Thì continue thì nó sẽ cập nhật tiếp, còn break thì nó sẽ break ra luôn. Ok nha. Các em có thể thấy là những cái mà mình học cơ bản như này á thì toàn bộ, ý là toàn bộ tất cả các ngôn ngữ lập trình này nó đều có chung một cái cấu trúc như này luôn. Thì nó sẽ đều có variable data type, rồi flow control, rồi function, array với string các thứ, nó có hết. Nhưng mà nó sẽ khác nhau ở ở những cái tức là gọi là những cái đặc điểm khác khác biệt của nó. Thì giả sử như là Java này thì dùng để làm web hoặc là học OOP đúng không? C cộng cộng cũng để học OOP, nhưng mà mình sẽ dùng Java nhiều hơn. Còn Python thì để dùng để làm các mô hình học máy với AI các thứ đó. Thì mỗi một ngôn ngữ là sẽ có một cái tính năng riêng, nhưng mà cái phần core của nó thì nó sẽ giống nhau hết. Nên là cái này mình học xong rồi học chung luôn nhé. Giả sử đến mình học C đúng không? C cộng cộng đúng không? Xong rồi mình học cấu trúc dữ liệu thuật toán, xong rồi mình lại học Python và ML các thứ. Thì các em có thể thấy là khi mà mình học đến Python đó thì cái cấu trúc của nó cũng y hệt luôn. Đây, bây giờ mình thấy là khi mà đến Python đúng không? Đây, nó vẫn có flow control này, function, data type. Thấy không? Nó có một cái, tức là nó giống nhau hết. Ở ở các ngôn ngữ đều những học những cái kiến thức này. Nên là mình học ở C xong rồi mình nhớ đây này, ở Python cũng có break với continue luôn đúng không? Đó. Nên là học một xong rồi mấy cái ngôn ngữ sau thì tương tự nhá. Học cái đầu thì nó vất vả một chút thôi. Đây là continue ở đây đúng không? Thì đến cái while nó cũng thế thôi. Tiếp nhá. Đây đến đến cái while này này. Khi mà nó continue ở đây thì nó sẽ nhảy tiếp vào cái vòng while thôi. Tức nếu mà gặp cái while này, tức là while true xong rồi nó lại continue tiếp thì nó cũng hơi, tức là nó không có ý nghĩa gì lắm. Cũng có. Nói chung là các em tự ngẫm đi. Continue ở đây xong rồi nó quay ngược lại vào đây.
cái tiếp tục hỏi một câu nữa, thì bây giờ continue với nested loop thì nó sẽ continue xong rồi nó sẽ tiếp tục ở second loop hay là first loop nào? Ai nào, ai trả lời đi. Xuân Chu Xuân Minh, Chu Xuân Minh trả lời chị là nó sẽ cập nhật tiếp vào second loop hay là first loop. Tương tự như cái break thôi. Đúng rồi, là second loop thì nó sẽ bỏ qua tất cả những cái g bằng 2 đúng không? Thì nó sẽ cập nhật tiếp vào đây thì nó sẽ chỉ chạy với g bằng 1, g bằng 3 thôi. Còn g bằng 2 thì nó sẽ không có cái lệnh CR. Đây các em có thể thấy khi mà nó in ra này thì chỉ có g bằng 1 với g bằng 3 thôi đúng không? Thế nào? Ok, thì if else và do while break continue thế là hết cái flow control rồi, thì sẽ có một cái lệnh khác so với những cái này mà nó cũng cái dạng là kiểu flow như thế, thì nó sẽ được gọi là cái switch case. Thì cái switch case này có nghĩa là gì? Có nghĩa là các em có thể thấy cái mã giả của nó là đây. Thì nó sẽ thực hiện như nào khi mà cái expression này nó bằng cái constant 1 thì thế nó sẽ nhảy vào cái vòng này để nó chạy. Còn nếu nó bằng cái constant 2 thì nó sẽ nhảy vào cái vòng này. Và khi mà nó không bằng những cái constant ở trên này thì nó sẽ nhảy vào cái default này để nó chạy. Đây ví dụ. Đây các em có thể nhìn thấy cái sơ đồ thuật toán. Khi cái expression này nó bằng constant 1, nếu mà yes thì nó sẽ nhảy đến đây. Tức là nó terminate luôn, nó phải có cái lệnh break để nó terminate. Còn nếu mà nó không bằng constant 1 thì nó sẽ lại chạy tiếp đến constant 2 thôi. Thì ví dụ cơ bản là để tạo ra một cái simple calculator nhé. Thì mình sẽ có những cái operator là cộng trừ nhân chia, và mình sẽ có hai cái số là 51 với 52. Thì bây giờ mình sẽ nhập vào cái operator mà mình muốn. Giả sử operator mình muốn là lũ cộng đi thì nó sẽ CR ra tổng của hai cái đấy. Case, nếu mà cái case operator này nó bằng là dấu trừ thì cái này nó tương đương là operator bằng 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 đúng không? Đó, nó tương đương cái dấu này đó. Tức là nó tương đương cái lệnh if đó. Nhưng mà thay vì if else if rồi else if tiếp, tức là rất nhiều else if, thì mình sẽ thay thay nó bằng switch với case thôi. Hiểu không? Hiểu không? Nó tương đương nhau, hiểu đúng không? Hiểu đúng không? Tiến phát switch case này nó tương đương với if else đó. Ok đó, nhưng mà các em nhớ là có cái lệnh break này nhá, hoặc nếu các em không có break này á, nếu mà các em không có break ở đây đúng không, thì nó sẽ chạy tiếp. Tức là giả sử nó cái operator này nó bằng cộng tiếp nhá, nó bằng cộng đi, nhưng mà các em không có cái lệnh break này thì nó lại tiếp tục kiểm tra xem nó có bằng trừ không. Đó thì bây giờ mình có cái break này thì bây giờ nó kiểm tra nó bằng đúng dấu cộng rồi thì nó sẽ break ra luôn, nó sẽ return không về luôn, nó sẽ dừng luôn chương trình nhé. Nhưng mà có vài trường hợp là nó kiểu nó thỏa mãn nhiều cái case đó. Sau này có thể gặp nhiều trường hợp như thế. Nếu bây giờ đơn giản nhất là từng cái case nó khác nhau đấy. Thì bây giờ mình sẽ enter hai number xong rồi case của mình là dấu cộng thôi thì nó sẽ in ra một cái đấy. Nói chung là nó đơn giản như thế, ví dụ cho em dễ hiểu. Ok, đọc lại switch case nào. Đó, đọc lại cái ví dụ này đi. Nhớ cách viết nhá, là switch là mình mở ngoặc này, xong rồi case hai chấm ở đây này, không có mở ngoặc đóng ngoặc ở đây đâu. Thôi nghỉ giải lao một chút thì các em viết lại cái này đi, cho luyện cơ tay, viết lại 3 phút, viết đi.
tắt cái này nha, hay là để như này để các em viết. Ok, em thử viết lại đi cho nhớ. Ok, không cả lớp viết lại thế này nha. 3 phút nha. Xong rồi 3 phút sau chị sẽ nhớ ai đấy là xong màn hình xong rồi chạy cho chị xem nhá. Ok, 3 phút rồi. Ai chạy xong chưa? Nào, cho chị xem khả năng cốt có nhanh không nào. Ai giơ tay đi. Làm mấy cái đứa này. Đâu rồi? Cốt đến đâu rồi các em? Ôi sau này còn kiểu combo cốt giấy nữa cô. Đây này, môn tin học đại cương kỹ thuật lập trình ra được, còn cốt giấy nữa, đáng sợ chưa. Nhưng mà hình như là từ từ sau cái đợt covid đó, xong rồi thi online, thi trắc nghiệm online nên là bỏ cái cốt giấy đấy đi rồi. Tức là bữa nay chỉ thi trắc nghiệm thôi, chị không biết là có ai bắt thi lại cốt giấy nữa không. Nhưng mà cái đợt mà trước Covid là học tin học lại cơ là phải cốt giấy á. Oh, đáng sợ cục. Đây này, cái môn này mà xong rồi kiểu cốt giấy nhưng mà không phải là cốt cốt mấy cái chương trình ngắn ngắn như này đâu, mà là chương trình gì ta, quản lý sinh viên. Quản lý sinh viên nhá, các em phải viết cái structure của nó này. Xí hồi mình học cái đấy xong rồi siêu mình quản lý sinh viên, thêm sinh viên, bớt sinh viên các thứ. Ôi đáng sợ lắm. Nhưng mà rồi chắc là bỏ rồi á. Rồi chắc là thi trắc nghiệm thôi. Đâu rồi, không ai cốt à? Chu Xuân Minh, em cốt xong chưa? Ừ, sau đi cho chị xem nào. Ok, em chia sẻ màn hình đi.
Sẽ thử thôi, ta xem thôi. Ok nha. Khởi động thế, xí cho quen tay. Ok, thế mình học xong sweet case rồi này. Cái go to này chắc cũng không cần, không dùng nhiều đâu nên là mình bỏ qua cái này nhá. Yeah. Trong những lần chị đi học, chị học xong rồi chị không bao giờ dùng luôn, nên là có thể bỏ qua. Chị có record, chị có. Đây, introduction xong, flow control xong. Bây giờ mình sẽ đến hàm nhá. Các em lần trước chị Anh Tú đã nói qua hàm chưa? Chưa đúng không? Chu Sơn Minh, Anh Tùng chưa nói qua hàm đúng không? Ok, thì cái hàm này nó chỉ là viết, mình viết một cái hàm thôi. Tức là đây, cứ đến ví dụ đi cho nó dễ nói nhá. Cái hàm nó sẽ chia ra hai loại, một là hàm mình tự viết là user defined, với lại một cái hàm có sẵn của C cộng cộng. Thì mình sẽ đến cái phần hàm có sẵn của C cộng cộng nhá. Đây, những cái hàm có sẵn của C cộng cộng như là những cái hàm về toán đó, giả sử như đây. Nếu mà mình muốn tìm những cái hàm về toán thì mình sẽ include cái thư viện là Cmax. Thì nó sẽ có cái hàm là SQRT. Thì cái SQRT này nó là cái hàm căn bậc 2, thì nó sẽ có sẵn trong cái thư viện C cộng cộng luôn và mình không phải implement nó lại. Đó, thì mình sẽ chỉ cần gọi SQRT ra thì nó sẽ cho mình cái căn bậc 2 của hàm là gì. Đấy, tương tự nó còn nhiều á. Sau này các em dùng á, cứ dùng cái hàm gì có sẵn, ý là nó sẽ có rất là nhiều hàm có sẵn và mình sẽ không cần phải viết lại nhiều đâu. Những cái hàm về toán này là có tan sin cos các thứ, log này, làm tròn round này, hoặc là log 10 này, hoặc là module này. Không phải đúng không? Break number. Cái này không phải module đâu. Ok, SQRT nhá. Xong rồi lấy giá trị tuyệt đối này. Đó, remainder x chia y này, hoặc là power là lũy thừa này. Đó là những cái hàm có sẵn ở trong thư viện toán. Còn ở trong thư viện string, cái này là về bộ nhớ các thứ mình bỏ qua. C in với C out mình biết này, là cũng là những cái hàm có sẵn trong C luôn, mình cũng dùng luôn. Thì cái những cái C in với C out này nó thuộc cái thư viện là IOS Stream. Thì các em có thể thấy là chương trình của mình đúng không? Nó include cái thư viện này để nó có thể dùng được cái câu lệnh là C out với C in đó. Còn khi mà mình muốn dùng câu lệnh là SQRT thì mình sẽ phải include cái Cmap. Đây, C string. Các em có thể về đọc cái C string này nhá. Xong rồi bài tập về nhà, tức là mấy bài tập về nhà của mấy tuần của hạ của cái tuần sau thì nó sẽ chủ yếu là về cái string này. Thì một là các em có thể làm bằng cách là tự code, hai là các em có thể dùng những cái câu lệnh có sẵn này. Thì các em có thể đọc mấy cái này với nhau. Đây, hồi trước đi thi còn phải thuộc mấy cái này cơ. Chị nhớ là thuộc cái câu gì ra SQMP à, SQMP đó. Đó, các em có thể đọc mấy cái này nhá, hoặc là về số chẳng hạn, kiểm tra xem cái đấy có phải là số không, hoặc là nó có phải là alpha, là alphabet chứ đó, nó có phải là digit không, hoặc nó có phải là cái số viết hoa hay là viết thường không, thì nó đều có. À, ok. Quên mất. Đấy, các em có thể thấy ở đây. Đây là những cái hàm của string, của C. Các em có thể về đọc thêm nhé. À, xí, các em có thể coi lại record của phần này nhé. Đây.
Tức là đây là những cái hàm viết có sẵn của C mà mình không cần phải viết lại, thì là như cái hàm về toán này hay là hàm về string. String là có ở đây. Còn bây giờ chị sẽ nói về cái hàm mà mình tự định nghĩa nhé. Thì cái cách định nghĩa của hàm thì nó sẽ có cái cấu trúc là như này. Đầu tiên thì mình sẽ phải định nghĩa cái return type của cái hàm của mình là gì, và cái hàm của mình tên là gì, và những cái biến đầu vào là gì. Xong rồi dưới này là cái function body. Thì ở đây mình có thể ví dụ ở đây cái return type của cái hàm của mình là void. Tức là void có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không return cái gì cả, thì nó sẽ là void. Tên hàm là greet. Còn biến đầu vào thì không có cái gì cả, tức là mình không truyền để biến đầu vào. Và cái function body là cái này, là cl hello world nhá. Thì bây giờ sau khi mà mình định nghĩa cái hàm này ra rồi á, thì ở trong cái inter main của mình thì mình sẽ gọi, chỉ cần gọi nó như này thôi. Thì cái cách hoạt động của nó là gì? Khi mà nó gặp cái hàm greet này này thì nó sẽ nhảy lên đây để nó xem, nó nhảy vào cái hàm này để nó biết là cái hàm này viết là gì. Đó, xong rồi nó thực hiện tiếp. Ok chưa? Thì cái cách viết cái hàm này thì nó sẽ tổng quát hơn đúng không? Giả sử mình muốn dùng cái hàm greet này 10 lần ở trong cái đoạn code inter main của mình, nhưng mà mình không thể nào viết 10 lần cái hello world ra đúng không? Thì thay vì thế thì mình sẽ viết nó ở trong một cái hàm thôi. Xong rồi mỗi lần mà cần dùng cái hàm đấy thì mình chỉ cần gọi cái hàm đấy ra là được. Đó, hiểu ý nghĩa là nó có thể cho mình là tái sử dụng nhá. Đây các em có thể thấy không? Cái hàm mà mình hay viết int main á, thì nó cũng là một cái hàm đúng không? Nhưng mà cái hàm này nó đặc biệt một cái là nó có tên là main. Thì auto á, cái chương trình của mình auto khi mà nó vào ở đây á, nó sẽ nhảy đến cái hàm main để nó thực hiện. Tức là cái này em bắt buộc nó phải là tên là main. Tức là nếu mà em để cái tên khác thì nó sẽ không nhảy vào cái main này để nó chạy á. Đó, nên là cái hàm khi mà cái chương trình này nó được compile ra bởi compiler, thì cái compiler nó sẽ nhảy vào cái main này để nó đọc. Đó, sau khi nó gặp cái hàm greet này thì nó sẽ nhảy lên trên này để nó xem là cái hàm greet này nó viết là gì. Thì mình có thể viết int main thì mình sẽ return không thôi. Còn nếu mà mình ghi đây void main thì mình không cần phải return nữa. Giả sử nhá. Thôi chị copy đi. Thôi chạy luôn đây đi cho nhanh. Tức là mình phải trả về đúng cái giá trị mà mình define ở trên này. Giả sử ở đây là void mà mình return không thì nó sẽ gặp lỗi ngay. Sao nó không chạy được? Thôi chạy luôn đây. Đây đúng không? Giả sử chị sửa đây thành void nhá. Xong rồi chị return không thì nó sẽ gặp lỗi. Đó, nó sẽ gặp lỗi ở đây. Là vì của chị cái kiểu trả về phải là void cơ, nhưng mà chị lại return là không nên nó sẽ là sai. Các em hiểu vì sao sai đúng không? Void có nghĩa là mình không cần phải trả về cái gì cả, thì người ta gợi ý ở đây là mình phải trả về cái int đó. Giả sử trả về float thì nó cũng ok, vì không cũng là float mà đúng không? Không, main must return int. Ok. Đấy, mình int ở đây nhá. Hình như cái C này là cái gì ạ? Nhưng mà chị ghi đây void xong rồi không return thì vẫn được mà. Đây, là sự chị return void ở đây. Thế nhỉ? Nó được mà ta. Không, void main nó vẫn được. Chị nghĩ là do cái CPP này nó có nhiều version đó. Tức là nó sẽ có version, càng version lên cao thì nó sẽ đây version 9.1 phải không? Đấy, kiểu như thế, nên nó sẽ chỉ bắt buộc mình phải int main, nhưng mà mình vẫn có cái trường hợp là void main được á. Void main nè. Nhưng mà vẫn ưu tiên là để int main nhá. Tại vì nếu để int main thì nó sẽ không không bị lỗi gì. Vì bình thường cái hàm main của mình cũng không return cái gì mà đúng không? Nên mình chỉ cần quan tâm cái
Cái return ở trong những cái hàng mà mình define thôi, hoặc là những cái hàng mà mình gọi trực tiếp thôi, thì mình phải return không nhá. Vì đây này, nếu mà mình ghi là int rồi, à không, không cần return cũng được, nó vẫn chạy. Ok, nhưng mà nó vẫn tự hiểu chạy được, thì mình thêm không này cũng ok, hoặc là không thêm cũng không sao. Vẫn ghi voi main được mà nhỉ. Chị nghĩ là do CPP nó cập nhật đấy, giờ nó chỉ bắt ghi int. Đây thôi mình làm một cái đi, return không ở đây thì nó sẽ sai ngay lập tức này. Ok chưa? Có một cái này hay này, đó chính là các em có thể định nghĩa trước ở đây, tức là các em có thể định nghĩa trước cái function prototype ở trên cùng như này, xong rồi các em định nghĩa cái hàm ở đằng dưới thì nó cũng ok. Tức là bình thường khi mà người ta viết code đó, thì người ta sẽ đây, bình thường người ta viết code đúng không, người ta sẽ ghi một loạt tất cả những cái hàm mà người ta muốn viết ở trong cái này, giống như là add này, xong rồi mình sub đi đấy. Đấy, người ta sẽ viết như này một loạt ở trên này để cho khi mà người dùng đọc bóc, người dùng biết là mình định nghĩa ra những cái hàm gì, nhưng mà mình không cần phải viết chi tiết, mình chỉ viết cái prototype của nó ra thôi. Còn khi mà mình viết chi tiết thì mình sẽ viết ở cuối đó, thì khi đấy thì cách đọc thì nó sẽ dễ hơn, thì các em có thể tham khảo cách này để viết. Đấy, sắp nhau xong rồi trừ đó, người ta sẽ viết như này cho dễ hiểu hơn. Nó cứ... Các em hiểu đoạn này đúng không? Cái prototype á, thì nó sẽ không có AB các thứ luôn, nó chỉ có int này, s này, với lại cái kiểu dữ liệu thôi. Có một cái hay nữa là chính là như này. Đây. Bỏ cái này đi. Tiếp theo cơ. Ok, giới thiệu qua như này. Tiếp tục nha. Đến cái này mới có cái overloading. Đây, chị sẽ nói luôn cái overloading. Thì cái overloading nó hay một chỗ, đó chính là, à thôi, cứ nói tiếp cái function type đi cho các em hiểu. Thì cái function của mình nó sẽ có bốn loại. Đó chính là mình cứ chia ra nhé. Cái argument này này với cái return value là hai cái thuộc tính mà mình cần cân nhắc. Thì cái return value, một là nó sẽ là void, là no return value, hai là nó sẽ là int float với string các thứ, thì nó sẽ có return value. Còn cái argument của mình, một là nó sẽ bỏ trống, hai là nó sẽ có argument đúng không? Thì bội số 2 này thì nó sẽ có 2 nhân 2, là có 4 cái cách, tức là 4 cái kiểu function. Kiểu function đầu tiên là no argument, no return value, thì nó sẽ tự ứng là cái prime này. Đây, nó sẽ không trả về cái gì cả, và cũng không có cái return value gì cả. Ok không? Cái này đơn giản mà đúng không? Ok, thôi cái này mình bỏ qua đi. Nói chung là nó có bốn kiểu như thế. Các em hiểu cái kiểu void này đúng không? Hiểu không? Ngô Văn Đông hiểu không em? Hiểu cái kiểu void này đúng không? Ok, mình bỏ qua cái này nhá. Chắc nó cũng ghi ra cho dễ hiểu thôi. Thì nó sẽ hay một chỗ, đó chính là những cái hàm này á, nó có một cái đặc tính là overloading. Tức là chị còn nói OOP đúng không? Thì OOP là cái đấy là gì ta?
Ok, tiếp tiếp tục nha. Biết cái voi này rồi đúng không? À, chị nói là cái overloading này nó rất là hay, bởi vì là chị có nhắc đến cái gì là OP, OP là lập trình hướng đối tượng ấy, thì mình sau này mình sẽ có một cái course là lập trình hướng đối tượng, thì là Java hoặc là C cộng cộng, nó đều có hai cái, nếu nó đều có cái tính chất hướng đối tượng ở trong ngôn ngữ của nó, hoặc là C cộng cộng này, Java này, hoặc là C sharp này, đấy những cái ngôn ngữ mà bậc cao hơn đó. C thì không có nhưng mà C cộng cộng thì có, thì nó sẽ có cái tính chất là hướng đối tượng ở trong đấy, thì nó sẽ có bốn cái tính chất mà các em sẽ được học xuyên suốt cái course lập trình hướng đối tượng luôn, nhưng mà chắc phải năm 2 mới học á. Thì cái lập trình hướng đối tượng đấy nó kiểu nó ứng dụng rất là nhiều trong thực tế, như là kiểu làm web hay là làm app các thứ đó, thì nó đều có cái đối tượng ở trong nó đúng không, giống như là đối tượng người mua người bán các thứ đấy, thì tất cả đều là cái đối tượng ở trong chương lập trình của mình. Còn cái lập trình mà mình đang học như này á là lập lập trình theo hướng cấu trúc, tức là mình sẽ không lập trình mà mình đang học là C, C cộng cộng mà mình đang học để lập trình thi đấu các thứ thì nó đang là hướng cấu trúc. Còn những cái mà mình ứng dụng trong thực tế là như mà cái kiểu trong web các thứ đó, thì mình sẽ lập trình theo hướng đối tượng, thì sau này mình sẽ được học về cái đấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ học theo hướng cấu trúc trước nhá, để mình lấy được cái, tức là lấy được cái gì ta, có được cái nền sẵn đã, xong rồi học lập trình hướng đối tượng sau. Lập trình hướng đối tượng học cũng hơi lú, nhưng mà sẽ được các em sẽ được các thầy cô dạy, các thầy cô dạy hay cực luôn, tức là các thầy cô sẽ lấy ví dụ trong thực tế của các em, OP là gì các thứ, sau sau này các em sẽ được học, nhưng giờ không cần phải học sớm đâu. Các em cái cách mà lấy slide ở trên trường của mình đó, trường mình là trường HUS đúng không, chắc em chưa vào trường em chưa biết, nhưng mà khi mà các em có tài khoản của trường rồi á thì các em chỉ cần gõ cái course này, cái course của mình lên thôi, xong rồi mình gõ thêm cái chữ gì ta, đào tạo AI trường, trường của mình là trường công nghệ thông tin và truyền thông nhé, chứ không phải trường Bách Khoa nhé. Thì đấy, thì nó sẽ có hết tất cả các slide ở đây luôn, thì các em cứ nhớ là gõ cái chữ đào tạo AI này ra nhé, thì nó sẽ có cái slide của môn lập trình hướng đối tượng này ra. Ở đây sao không có, chắc là nó chưa có thôi. Thì một, nếu mà các em tìm ở cái đào tạo AI này không có thì các em sẽ gõ như này này, SOICT là viết tắt của trường của mình đó. Đấy thì các em sẽ thấy những cái thầy cô này này, có chữ HUS này này, thì các thầy cô sẽ up cái slide của các thầy cô lên, nên là sau này nếu mà đi học ở trên trường á thì các em nhớ là lấy slide bằng cách này nhá. Đó, em có thể thấy là có những cái đây những cái mà mình cái lập trình hướng đối tượng thì mình sẽ học trên ngôn ngữ Java, nhưng mà Java này các em có thể thấy là khi mà mình học ở trong trường á thì thầy cô không dạy Java là gì đâu, tức là mình chỉ học đúng một cái course là dạy C với C cộng cộng thôi, là cái khóa tin học đại cương. Còn lại những cái khóa sau á là có những cái ngôn ngữ nào mới á thì mình phải tự học hết, giống như cái lập trình hướng đối tượng này này có Java đúng không, nhưng mà thầy cô không dạy Java là gì. Đây, Java nó chỉ có một đúng một buổi thôi, tức là đúng một tuần các em được học về Java thôi, nên là giống như lời chị nói đúng không, thì ngôn ngữ nào nó cũng giống nhau, nên là khi mà mình học C cộng cộng xong rồi thì học lập trình Java cơ bản thì nó cũng như thế mà. Đây, các em có thể thấy nó cũng đây này, định danh kiểu dữ liệu, cán tử, cấu trúc điều khiển và mảng thôi đúng không, nhưng cái này mình đều học trong C cộng cộng mà đúng không. Đó, nên là khi mà mình học C cộng cộng xong rồi thì chuyển qua một ngôn ngữ mới á thì nó cũng tương tự thôi, chỉ là nó sẽ khác cái cách viết hoặc là khác cái cách biểu diễn các thứ các thứ. Các em hiểu ý chị không? Hiểu đúng không? Nói cũng hơi lạc đề. Ok, các em hiểu đúng không? Con có cái đang cảm thấy áp lực khi học mấy cái này không? Hay là cảm thấy vui vẻ nào? Hoàng Lê, Hoàng Lê trả lời chị nào. Không biết là sao. Em có làm được bài tập không? Thì thấy nó ok đúng không? Không khó đúng không?
Ừ đúng rồi, tức là nó chỉ khó lúc cái bắt đầu thôi, tức là em thấy mấy cái này rõ là chưa quen á. Đó, nên là chị sẽ recommend các đứa mấy đứa. Đây recommend mấy đứa vào tức là bây giờ mình chỉ mới học cái đơn giản thôi á. Mình không cần phải làm những cái bài kiểu các em biết lớp chuyên tinh đúng không? Thì các bạn lớp chuyên tinh sẽ làm những cái bài kiểu đi thi thi đợt chính thi đấu các thứ, sẽ giải thuật toán các thứ đó. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình mới bắt đầu học C cộng cộng đúng không, thì mình sẽ không cần phải làm mấy cái đấy vội đâu. Ý là lúc nào mà mình quen tay C cộng cộng các thứ rồi á, thì mình mới mới chuyển đến cái course thứ ba, là cái course đây này. Sau khi mà mình làm quen C cộng cộng và C hết rồi, ở trong hai course này thì mình sẽ mới mới học đến cấu trúc dữ liệu thuật toán với thuật toán ứng dụng. Thì hai cái đấy nó rất là quan trọng trong ngành IT. Nhưng mà nếu mà theo AI thì chắc là cũng không, ý là nó sẽ cần thiết nhưng mà nó sẽ không cần thiết bằng khi mà mình theo software engineer hoặc là theo mấy cái ngành khác liên quan đến thuật toán. Nhưng mà đấy là cái kiến thức bắt buộc nên mấy cái này mình sẽ học sau nhé. Thì đấy, nên là hiện tại nếu mà em thấy chưa quen á thì em sẽ vào cái web này này. Nó có những cái example, tức là mấy cái bài này nó kiểu siêu đơn giản như bài của anh Tùng thôi, nhưng mà nó sẽ tập cho các em cái cách mà viết nhiều xong rồi quen cái cách mà viết đó. Đó thì ở đây có bao nhiêu bài ta, chắc hôm nay là mình có thể về làm được hết tất cả những cái mấy cái bài này rồi đấy. Thì nếu mà có thời gian nhá thì vào cái này xong rồi làm ok không? Nếu mà thầy chưa quen tay á thì chỉ có luyện mới quen tay được thôi, chứ không có cái nào quen tay được cả, ok không em? Đó, em có thể vào đây xong rồi làm những cái bài đơn giản như này để quen tay hơn. Đến đâu rồi ta? Ok. Đấy, nói tiếp cái lập trình hướng đối tượng thì trong C nó cũng có cái lập trình hướng đối tượng đấy, nhưng mà nó sẽ có thì các tính chất của lập trình hướng đối tượng rất là hay, nhưng mà mình sẽ học cái đấy sau. Thì bây giờ mình sẽ học một cái tính chất mà nó siêu hay ở trong cái lập trình hướng đối tượng luôn, đó chính là cái tính chất overloading. Thì cái overloading này á, nó sẽ cho phép mình làm, các em có thể thấy là mình sẽ có thể tạo ra bốn cái hàm mà nó sẽ có cái tên nó y đúc nhau, nhưng mà nó sẽ khác ở chỗ nào, nó sẽ khác cái kiểu trả về này, hoặc là nó sẽ khác ở cái phần nó argument của mình đó. Thì cái tính chất overloading của C cộng cộng sẽ cho phép mình làm cái điều như thế. Nhưng mà giả sử cái này mà trong C á thì nó sẽ bị lỗi ngay, vì ở trong C nó không có cái tính chất overloading, mà chỉ trong những cái ngôn ngữ nó bậc cao hơn thì nó sẽ mới có. Thì cái tính chất này nó cho phép mình là chỉ với một cái tên thôi đúng không? Nhưng mà mình có thể làm với nhiều kiểu kiểu dữ liệu, giống như là cái hàm addition của chị á, chị muốn cộng hai số đúng không? Thì chị đây ở đây các em có thể thấy là giả sử ở đây đây giả sử lấy cái này nhá. Lấy luôn cái này đi. Các em có thể thấy là với cái hàm absolute này á thì nó đang lấy giá trị tuyệt đối đúng không? Nhưng mà giả sử chị chỉ làm với cái hàm này thôi thì cái hàm của chị nó chỉ nhận cái đầu vào là một số nguyên, xong rồi nó trả ra cái trị tuyệt đối của số nguyên đấy. Nhưng mà giả sử chị truyền vào một số thực đi thì nó sẽ bị lỗi ngay. Giả sử chị comment cái hàm này lại nhé, thì nó sẽ bị lỗi ngay vì mình không định nghĩa nó vào. Đây thì nó sẽ bị lỗi ở đây đúng không? Vì 5.5f nó không phải là kiểu int. Nhưng mà nếu ngược lại thì đúng nhá, vì kiểu int cũng nó nhỏ hơn float mà, nên là nó có thể ép kiểu ra float được. Các em hiểu cái cách này đúng không? Như này thì ok nhá. Các em hiểu vì sao nó ok không? Là vì sao ngược lại thì không ok. Có ai giải thích được cho chị không? Này thì chạy ok này, nhưng mà ngược lại thì không ok.
Vũ Hải An trả lời chị đi. Vì sao chị viết như này thì ok, nhưng mà chị viết theo kiểu ngược lại thì không ok. Nó sẽ giống cái kiểu type conversion chị nói lúc đầu đúng không? Tức là cái float nó có cái giải giá trị lớn hơn INT rất là nhiều, tức là INT nó thuộc cái float. Nên là khi mà mình ghi INT như này thì nó cũng sẽ là float. Nhưng mà float thì không phải là INT. Hiểu không? Kiểu giống như là số nguyên, số thực á, trong thực tế thôi. Hải An hiểu chị nói không? Ừ. Đó, nên là làm sao để mình có thể làm với cả hai cái số này? Vì giả sử nếu mà chị ghi như này á thì nó sẽ in ra là trừ 5. Tức đâu rồi? Sao nó không in ra nhỉ? Hôm nay chị mới cài lại cái sim này nên nó chạy bị gì á. Đây, để chị qua cái của người ra luôn nhá. Đây, giả sử chị làm như này đi. Chả gì lâu chứ. Không, nó không gặp cái trường hợp như chị. Nhưng mà các em có thể hiểu là đấy, nên là mình muốn thì là mình muốn specify, tức là mình muốn làm cho những cái kiểu dữ liệu cụ thể. Thì bây giờ mình sẽ thì nó sẽ cho phép mình là tạo ra đúng cái hàm đấy, đúng cái tên đấy, nhưng mà nó sẽ khác nhau ở cái argument với lại cái kiểu trả về thôi. Thì nó sẽ tiện lợi hơn cho mình đúng không? Thì các em có thể hỏi, có một câu hỏi đặt ra là khi mà mình gặp cái absolute trừ 5 như này thì cái chương trình của mình làm sao để nó biết là nó nên dùng cái hàm này hay là hàm này. Thì nó sẽ dựa vào cái kiểu dữ liệu này này, thì nó sẽ tìm ra cái kiểu dữ liệu này. Cái kiểu dữ liệu này là INT thì nó sẽ nhảy vào đây. Kiểu dữ liệu này là float thì nó sẽ nhảy vào đây. Thì sau này các em sẽ học trong cái môn lập trình hướng đối tượng thì sẽ có những cái yêu cầu cụ thể là những cái absolute này nó khác gì với nhau á, hiểu không? Đây, giả sử chị viết như này nhá thì nó sẽ gặp lỗi ngay luôn, bởi vì nó sẽ vi phạm cái gì ta, vi phạm cái quy tắc của ngôn ngữ, của lập trình hướng đối tượng đó. Nó sẽ vi phạm như này, tức là hai cái absolute này ghi đèn overloading cho nhau á, thì cái argument ở trong cái function của nó phải khác nhau. Còn nếu mà nó giống nhau thì khi mà hàm nó gặp cái trừ 5 này thì nó biết nhảy vào cái nào đúng không? Các em hiểu ý chị không? Thì sau này các em học sao nhé. Nhưng mà hiện tại thì nó sẽ có những cái quy tắc như thế. Bỏ cái này đi. Define argument. Ok, ngoài ra thì nó còn có một cái tính chất khác khi mà mình viết cái hàm này á, đó chính là mình có thể define ra cái giá trị của cái hàm của mình mong muốn luôn. Các em có thể ghi như này thì nó có ý nghĩa là gì? Đây. Đây, cái giả sử với cái hàm này nhá thì cái giá trị default này nó sẽ có tác dụng gì? Có tác dụng là giả sử khi mà mình không truyền vào cái gì khác á, tức là đây, giả sử mình chỉ truyền vào display, mở ngoặc đóng ngoặc, mình không truyền vào cái argument gì cả, thì nó sẽ auto sử dụng những cái default argument có sẵn, tức là auto c bằng sao, còn count nó bằng 3. Còn khi mà mình ghi display c bằng thăng đúng không, không có định nghĩa count bằng gì, thì nó sẽ auto hiểu count nó sẽ bằng 3. Đó, em thể hiểu như thế nhá. Thì cái default argument này thì sẽ tức là ý là sẽ dùng rất là nhiều trong thực tế khi mà mình muốn đảm bảo rằng là nếu như mà người dùng không nhập cái số đấy vào thì vẫn auto sẽ có cái số đấy ở trong trong cái chương trình mình chạy, để cho chương trình mình nó không bị lỗi đó. Em hiểu hiểu đúng không? Thì nói chung là sau này thực hành nhiều thì các em sẽ dùng cái default argument này rất là nhiều.
Và phải nhớ cách viết nha. Cách viết đó chính là những cái mà mình define á, thì mình phải để nó ở đằng cuối. Tức là viết như này thì nó valid này, nhưng mà viết như này không valid thì có ai giải thích được là vì sao mình phải để tất cả những cái mà mình define, mình từ hàng giá trị define, mình phải để nó ở đằng cuối á, mà không được để nó ở trước những cái mà chưa chưa gán cái define parameter, default value, đúng không? Đó. Vì sao mình phải để tất cả những cái này ở cuối nhỉ? Ai trả lời được? Chị cho chị thưởng một tràng vỗ tay. Cho 3 phút để suy nghĩ nhé. Vì sao phải để tất cả những cái này ở đằng cuối? Nó sẽ tránh được những cái lỗi mà mình sẽ gặp phải trong thực tế. Ok không mấy đứa? 3 phút nha. 2 phút. 2 phút nha. Lo mưa mí à, mưa 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 nước nó đứng đây con biển nó không chí khi chiều đêm mưa to lắm về bài mới hiểu được thế luôn tính mưa lắm mưa mưa cái đoạn này dạ nắng giờ đó đêm mưa thôi lúc nắm cho nào có ai trả lời được không? Nào mấy đứa, anh trả lời được không? Không, thế nếu mà khó quá đúng không? Thì giả sử chị ghi như này á. Rồi ra em làm sao mà ghi được chân nghe dễ hiểu. Đây, giả sử chị có những cái hàm này đúng không? Hàm này đi, giả sử chị có cái hàm này đi. Thì bây giờ chị muốn ghi void và chị muốn định nghĩa ra cái hàm s xong chị định nghĩa ra là 3, 4, 5 đấy. Thì bây giờ các em có thể hiểu vì vì cái này default mà đúng không, thì chị không không khai báo cái này thôi đúng không, giả sử cái này default chị không khai báo nó thì bây giờ chị ghi như này thì chương trình nó sẽ hiểu là gì, hiểu a bằng 3 đúng không, tiếp theo nó có phải hiểu b bằng 4 không hay là nó vẫn để b bằng 3 xong rồi nó hiểu c bằng 4 và d bằng 5 đó, các em đang thấy một sự mập mờ đúng không, tức cái này chương trình có thể hiểu là b bằng 4, ý là nó có thể hiểu là b bằng 4 hoặc là c bằng 4 hay nó sẽ bị confuse ở đây. Đây trường hợp này nữa, giả sử chị ghi là s
Cũng 3 4 5. Đó, giả sử chị ghi 3 4 5 ở đây nhá. Thì nó có thể hiểu là B bằng 4 hoặc là C bằng 4 xong rồi D bằng 5 đúng không? Nó vẫn ý là nó rất là confused đó. Nó không biết là chỗ nào là chị muốn dùng cái default parameter, chỗ nào là chị không muốn dùng. Trừ khi là mình ghi như này thì nó sẽ hiểu vì nó có cả đủ và 4, nhưng mà chị chỉ ghi 3 thôi, chị không 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 bảo nó là B chị muốn dùng default parameter hay là D chị muốn dùng là default parameter cả. Nên là nếu mà mình để sắp xếp nó lộn xộn như này á thì nó rất là khó hiểu. Thì thay vì như thế thì mình sẽ chuyển tất cả những cái default parameter của mình chuyển về cuối cùng hết, em hiểu không? Tức là mình sẽ để vào cuối cùng hết. Thì bây giờ giả sử chị ghi 3 4 5 nhá, thì nó sẽ auto tự hiểu là A chắc chắn phải là 3, C chắc chắn phải là 4, còn 5 này auto là B đúng không? Đó, anh phải hiểu như thế thì là sẽ không bị confuse ở chỗ này nữa. Các em hiểu đoạn này không? Thế chị sẽ ghi vào đây nhé. Alo, hiểu không? Đến phát hiểu chị nói đoạn này không? Đâu ai chân chu sân đi sao lại giờ mít đi đến phát hiểu chị nói không? Đây cái đoạn này á, tức là mình phải dồn tất cả những cái default parameter đến cuối thì nó sẽ đỡ confuse hơn đó. Lý do là vì gì như thế nhá, còn ai chưa hiểu thì hỏi lại sau nhá. Tiếp theo tiếp theo nhé là nó sẽ mình sẽ học về cái phạm vi của cái biến ở trong cái hàm. Thì nó sẽ có 3 loại, là một là local, hai là global, ba là static. Ở đó mình sẽ học 3 cái này, còn hai cái này thì ít dùng nên là mình có thể bỏ qua. Thì local variable nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là một cái biến cục bộ, một là nó có thể nằm ở trong cái hàm, hai là nó có thể nằm trong cái vòng lặp. Chẳng hạn như ở cái ví dụ này thì nó sẽ nằm ở trong cái vòng lặp đúng không? Nó sẽ nằm ở trong cái hàm đúng không? Thì cái mình sẽ ở trong cái hàm test này này, mình sẽ định nghĩa ra một cái biến là var1. Thì cái var1 này nó là một cái local variable. Thì bây giờ giả sử mình gọi cái var1 này nhá ở trong cái hàm main nhá thì nó sẽ bị lỗi ngay, vì cái var1 này nó không được declare, tức là nó không được khai báo ở trong cái hàm main mà nó chỉ được khai báo ở trong cái hàm test này thôi, nên là nó sẽ bị sai đó. Các em có thể hiểu local là như thế. Hoặc là một cái ví dụ mà mình được học á, for đúng không? For int bằng 0, int bằng 10, y cộng cộng đúng không? Thì có phải cái y này, cái biến y nhỏ này đó là một cái biến cục bộ ở trong hàm for đó, nên giả sử mà mình ghi ra ngoài này mình muốn cout y ra thì nó sẽ bị lỗi ngay, bởi vì cái y này nó chỉ nằm ở trong cái hàm for này thôi. Nếu mà em muốn cout ra cái y này á thì em phải định nghĩa cái int này ở ngoài cái vòng vòng for cơ, thì em phải định nghĩa nó ở ngoài này. Em phải định nghĩa nó ở ngoài này nhá, xong rồi cho nó bằng không nữa, tôi phải định nghĩa xong phải đi phải khai báo nó nữa. Thì ở đây em mới cout ra y được, còn không thì nó sẽ bị lỗi. Bỏ cái này đi, thôi để viết luôn đi cho nó trực quan. Đây
cộng cộng cái này không làm gì nhá. Xong rồi chị CR ra y. Thì nó sẽ gặp lỗi ở đây. Gặp lỗi ở đây vì mình đang sử dụng một cái biến mà chưa được undeclare, tức là nó chưa được định nghĩa ra. Đó thì nó sẽ gặp lỗi ở đây. Nhưng mà bây giờ chị sẽ khai báo nó ở ngoài, vâng, là tức là nó sẽ được sử dụng ở trong cái hàm main này. Đấy, thì khi đấy nó sẽ không bị lỗi nữa. Viết như này nó sẽ sai. Đây nó có sai không ta? Không sai, à không, không sai. Đó, thì mình sẽ CR ra được C nhá, ở đây nhá. À, CR ra được Y ở đây. Bởi vì Y nó không còn là biến cục bộ của vòng lặp nữa rồi nó. Thì nó sẽ dùng được. Nhưng mà nó vẫn là cục bộ của cái hàm main, đúng không? Nó không phải là cục bộ của vòng lặp, nhưng mà nó vẫn là cục bộ của hàm main nhá. Nên là các em nhớ nhớ phải biết được là giá trị, tức là phạm vi dùng của một biến là ở đâu, thì mình có thể dùng được cái biến đấy. Còn nếu mà muốn dùng cái biến đấy một cái cách global, tức là ở đâu thì cũng có thể dùng được cái biến đấy, thì mình cứ khai báo nó ở ngoài cái vòng main là được. Từ đây chị khai báo cái int ngoài vòng main á, thì dù em ở đâu thì em cũng có thể dùng được cái biến y này. Ví dụ ở đây chị khai báo cái biến c này nè, ở ngoài cái hàm main đúng không, thì ở trong cái test chị cũng có thể dùng cái c này đó. Em hiểu không, hiểu local với global đúng không? Đến phát em phân biệt được hai cái biến đấy đúng không, hai cái phạm vi á, local với global. Tiếp theo nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đến với một cái biến gọi là static. Thì cái này nó sẽ khác so với local với global là gì. Đây, chị sẽ chạy thử cái này cho các em xem sự khác biệt của nó nhé. Cái này không chạy được. Đấy, mình sẽ local với global thì ok nhá. Đến cái biến là static. Ok, bây giờ các em đoán đi. Tức là các em hoặc là một các em có thể viết lại, hay là các em có thể đoán là cái này nó sẽ in ra cái gì. Có ai có thể đoán được cái output của cái chương trình này là gì không? Có ai xung phong không? Theo các em hiểu thôi. Nào, ai chị chưa gọi này? Cúc Nguyễn nè, trả lời chị nào. Em đoán đi, thì cái này nó sẽ in ra gì? Đầu tiên cái dòng này này, cái test này gọi thì nó sẽ in ra cái gì? Ok nhá, thì phân tích với chị nhá. Ban đầu nó sẽ chạy cái hàm test 1 đúng không? Thì nó sẽ vào đây. Xong rồi nó sẽ có một cái biến là va, nó bằng 0. Cộng cộng va là gì? Là tăng va lên 1 đơn vị đúng không? Đấy, thì bây giờ va nó bằng bao nhiêu rồi? Va ở đây bằng 1 rồi đó. Thì ở đây CR ra là CR ra 1 đúng không? Thì suy ra nó sẽ là 1 ở đây. Thì tiếp theo, sau khi nó chạy xong cái hàm ở đây rồi á, hàm test 1 là nó sẽ chạy ok rồi này. Thì bây giờ nó sẽ chạy đến cái hàm test thứ 2. Thì bây giờ nó sẽ chạy vào đây. Thì theo em nghĩ là nó sẽ định nghĩa dạy va bằng 0 hay là sao? Ừ, đúng rồi. Vì sao em lại nghĩ nó va bằng 1? Đâu, nhưng mà giả sử chị không dùng cái int này, chị không dùng cái static này nhá. Giả sử chị không dùng cái static này nhá.
chị bỏ cái này đi, thì nó sẽ vẫn định nghĩa lại va bằng không. Ê, à, chị, giờ chị chạy nhé, hãy cho em thấy luôn đó. Ê, nó vẫn là ra một mà, tức là ở đây á, nếu mà mình dùng INT bình thường á, thì nó khi mà nó chạy lại cái hàm test này nè, thì nó vẫn định nghĩa lại cái va thôi. Tức là nó cái vì cái va này nó có phải là global variable đâu, đúng không? Nó chỉ là một cái variable ở trong cái, tức là nó là một cái local variable mà. Nên là khi mà chạy hết cái hàm này rồi thì nó sẽ, tức là nó sẽ trả lại cái bộ nhớ cho máy, và nó sẽ không còn cái gì nữa. Tức là mình sẽ không ghi nhớ gì về cái va này nữa. Nếu mà như đúng không? Còn như mà nếu mà như em nói thì mình sẽ phải khai báo cái va này ở ngoài, thì khi đấy nó sẽ ok. Tức là INT va ở đây. Đây. Nếu mà như em nói thì mình sẽ khai báo nó ở ngoài, khi mà nó là local rồi á thì nó sẽ ra là 1:2 đó. Thì cái va nó sẽ thay đổi ra như em nói, nhưng mà giả sử là mình ghi như này thôi á thì nó sẽ phải khởi tạo lại. Ok chưa? Phân biệt local với global nhá. Còn cái static này là gì? Cái static này nó, tức là nó cũng perform như một cái global, nhưng mà nó sẽ là theo dạng là static local. Thì đúng là nó sẽ perform như cái global luôn. Có nghĩa là, tức là nó sẽ chỉ có duy nhất một cái biến xuyên suốt tất cả chương trình, mặc cho nó ở ngoài hay là ở trong cái vòng local đó. Thì ở đây nó vẫn là 1:2. Tức là khi mà mình khai báo một cái là static rồi nhá, thì cái var này nó sẽ giữ nguyên, tức là nó sẽ không không bị define lại, declare lại á. Đó, nó perform như một cái global variable luôn. Em hiểu đúng không? Ok nhá, phân biệt hai cái nhá. Có thể về đọc, ý là về có thể code lại cho hiểu. Chị thêm vào đây. Đó, các em có thể về chạy lại. Ok, mình sẽ đến cái phần này là cái phần mà nó ok. Tức là mình nói tiếp cái phần cuối cùng của cái function. Còn đến cái phần tiếp theo này á thì nó sẽ liên quan nhiều đến cái phần con chó các thứ. Thì mình sẽ để buổi sau để mình nói về phần con chó nhá, là cái phần kiểu siêu siêu khó, nhưng mà không, cũng không khó lắm. Khi mà nếu mà mình nói một cách dễ hiểu thì nó cũng không khó lắm đâu. Đó. Mình sẽ học phần cuối của cái phần hàm, đó chính là viết đệ quy. Thì không biết các em có biết hồi đệ quy là gì không? Hồi cấp 3 đã được học đệ quy chưa? Có ai ở đây biết đệ quy là gì không? Các em không nhớ. Thế các em có biết quy nào không? Quy nào ở trong toán á? Giả sử chứng minh không, nó cũng không liên quan lắm đâu, nhưng mà chị cứ thấy nó có liên quan. Tức là giả sử mình chứng minh với n trừ 1 đúng, thì bây giờ mình sẽ chứng minh với n đúng đúng không? Đó, thì cái đệ quy này nó cũng không perform như thế đâu, nhưng mà nó, chị nghĩ là nó, tức là nó liên quan đây, không biết nó có đúng không nữa. Ừ, đúng rồi, chuẩn luôn. Đấy, tách bài toán lớn ra thành bài toán nhỏ, giỏi quá. Xin lỗi các em, chị hơi bí nói. Đấy, thì cái đệ quy này nó cũng perform như thế, tức là nó cũng tách một cái bài toán lớn ra thành một bài toán nhỏ. Thì ví dụ đơn giản nhất có thể tính là cái phép giai thừa, lấy giai thừa. Giả sử mình muốn tính n giai thừa đúng không, thì bây giờ mình tức là nếu mà mình muốn tính n giai thừa thì cái cách làm đầu tiên các em có thể làm là gì?
đó chính là for int bằng 1 đến n đúng không? Xong rồi mình sẽ lấy cái dây thừa của mình, sau mỗi cái vòng lặp thì mình sẽ nhân với cái y đấy, thì mình nhân n lần thì nó sẽ ra được cái dây thừa đúng không? Nhưng mà có một cái cách làm thứ hai, đó chính là mình sẽ làm đệ quy, tức là mình sẽ viết cái hàm của mình theo hướng cái hàm đệ quy. Có nghĩa là gì? Đây đây này, các em có thể phóng to, chị sẽ phóng to cái này lên cho các em thấy. Thì cái hàm dây thừa của mình nó sẽ được cấu thành từ hai phần. Phần đầu tiên đó chính là nếu mà cái n nó bằng lớn hơn 1 này thì nó sẽ return là n nhân với cái dây thừa thứ n trừ 1. Đó, ở đây là nó gọi lại đính chính cái hàm của nó luôn, thì nó sẽ được gọi là đệ quy. Còn nếu mà nó không lớn hơn 1 thì nó sẽ return 1 thôi cho nhanh. Đó, thì khi mà nó gọi đến cái hàm n trừ 1 này á, thì cái máy của mình nó sẽ vẫn đang ở cái dòng dòng lệnh này, xong rồi nó quay lại đây, xong rồi ghi ở đây là n trừ 1, xong rồi nó lại kiểm tra if else tiếp. Khi nào mà cho đến n bằng 1 thì nó sẽ return 1. Xong rồi khi đến cái bước return này, nó sẽ lại quay lên cái bước return trên này. Đó, các em hiểu như thế. Thì nếu mà viết theo kiểu như này thì các em có thể thấy là nó dễ hiểu đúng không? Tức là nó dễ hiểu á. Nhưng mà nó sẽ có một cái disadvantages, đó chính là cái máy của mình nó sẽ phải, tức là nó sẽ rất là phức tạp để máy nó có thể hiểu, và nó cũng tốn rất là nhiều thời gian để nó chạy nữa. Nhưng mà mình cứ xem cái này là một cái bước khởi đầu ok để mình có thể hiểu đệ quy là gì, và đệ quy nó sẽ giúp cho cái chương trình của mình nó dễ hiểu hơn á khi mà viết. Còn nếu mà không muốn viết đệ quy thì mình sẽ viết một cách khác, đó là chính là khử đệ quy. Thì khử đệ quy thì mình sẽ được học ở trong kỹ thuật lập trình, thì sẽ có cái bài đây, bài text đây này, đệ quy và khử đệ quy này. Đó thì mình sẽ học cái cách này, nhưng mà cái này thì mình sẽ học đến tức là nó là một cái kỹ thuật khó hơn đó, thì sau này mình có thể học quy hoạt động các thứ này. Đó thì mình cũng cũng quy hoạt động cũng là tách một bài toán lớn ra một thành một bài toán nhỏ đúng không? Thì cái đấy mình sẽ để đến cái chương thứ hai nhá, là cái chương là thuật toán các thứ thì mình sẽ học sau. Bây giờ mình cứ học đơn giản nhất để mình dễ hiểu nhất, đó chính là mình học cái đệ quy thôi. Ví dụ là tính dây thừa này, thì cũng có một cái ví dụ thứ hai ở đây, các anh có thể nhìn nhìn ở đây cho nó dễ hiểu. Đây mình muốn tính dây thừa của n bằng 4 đúng không? Thì n bằng 4 này thì nó sẽ nhảy vào đây này, n lớn hơn 1 này, nên nó sẽ return là 4 nhân với dây thừa của 3. Thì bây giờ mình cái máy của mình nó sẽ nhảy đến cái dây thừa của 3, thì ở đây n bằng 3, xong rồi n vẫn đang lớn hơn 1 nên nó sẽ nhảy ra là return 3 nhân với dây thừa của 2, nhưng mà dây thừa của 2 vẫn chưa biết nên nó vẫn nhảy tiếp đến đây, tiếp tục đến bằng 1, đến n bằng 1 ở đây thì nó đã đến cái vòng else này rồi, thì nó đã return 1 rồi. Thì bây giờ nó lại nhảy lên ở đây factorial 1 này, thì bây giờ return ở đây là 2 nhân 1 là bằng 2 đúng không? Thì nó sẽ nhảy lên lại đây. Đó, return 3 nhân với dây thừa của 2 là bằng 2, là 3 nhân 2 thì nó bằng 6, thì nó sẽ return lên đây. Thì cái này là 4 nhân 6. Đó, lại quay lại đây. Đó, ui, cái hình này dễ hiểu quá. Các em hiểu đúng không? Hiểu hiểu với cách đệ quy hoạt động đúng không? Thấy nó phức tạp đúng không? Tức là khi mà mình viết thì nó rất là dễ hiểu, nhưng mà để máy hiểu thì nó rất là phức tạp. Nên nó sẽ có cái nhược điểm là như thế, tức là nó sẽ tốn rất là nhiều bộ nhớ để chạy một cái vòng lặp như thế, nó cũng tốn thời gian nữa và cũng khó để mình có thể debug ra, nhưng mà nó sẽ làm cho cái code của mình nó ngắn với nó dễ hiểu. Tức là ở đây nhá, các em có thể thấy là máy của mình nó chạy đến đây, nhưng mà nó vẫn phải để cái bộ nhớ để nó nhớ cái trên này. Đó, nên là nó rất là tốn rất là nhiều bộ nhớ để có thể chạy một cái chương trình đệ quy á. Mặc dù mình thấy cái dòng code rất là đơn giản, mặc dù dòng code chỉ có mấy dòng thôi, nhưng mà nó chạy rất là lâu. À, ý là nó chạy thì trong cái thời gian của mình thì nó ok, tức là mấy giây thì các em chưa thấy nó lâu, nhưng mà khi mà gặp bài toán cao hơn á thì mình dùng đệ quy nó rất là lâu.
giống như là làm code for các thứ đó. Đó. Ok không các đứa? À mấy đứa? Ok đoạn này không? Ok, thế thì để giải lao thì mình sẽ làm một bài đi. Cũng dùng cái đệ quy như thế nhá. Mình sẽ làm bài. Đây. Tín số. Đó, mình sẽ tính tính số mũ đi. Viết một cái chương trình để có thể tính số mũ, kiểu như là 2 mũ 10 chẳng hạn. Thì cách đầu tiên là lặp 10 lần đúng không? Xong rồi nhân 2 10 lần. Cách thứ hai là viết theo cái kiểu đệ quy. Thì bây giờ các em viết đi. Viết cái chương trình để có thể tính số mũ. Nhập vào là base và nhập vào là power luôn. Đó, làm đi. Làm theo hai cách nhá. Một là vòng lặp, hai là dùng đệ quy. 7 phút nha. Có thể xem cái ví dụ đệ quy ở đây. Đây, xem cái slide đệ quy ở đây. Xong rồi 7 phút làm hai cái đấy nha. Làm đi xong rồi 20 chị gọi nhé.
Rơi mưa mà đi mất rửa. Nói câu mai đứa. Ok, có em làm xong chưa? Có ai xong chưa? Khánh Chi xong chưa? Em thử show ra cái đấy không? Sao ấy chị? Em xem màn hình đi. Em dùng luôn cái hàm hả? Ok, có thể dùng cái hàm này hoặc là dùng for loop nhá. Nếu mà for loop á, thì em có thể là for int bằng 1 cho đến exp đúng không? Đấy, xong rồi mỗi vòng lặp thì sẽ nhân lên, nhân cái base lên là được. Ok, thì có ai làm theo cách đệ quy không? Cảm ơn em nhé. Có ai làm theo cách đệ quy không? Xem màn hình cho chị xem được không? Hải An làm cho em. Chưa làm hả? Đấy, nói chung là nó cũng viết viết tương tự như cái Fibonacci, tương tương tự như cái dây thừa thôi. Thì nó cũng viết như này này. Mình sẽ định nghĩa ra một cái hàm nhá. Xong rồi nếu mà cái mũ của mình á, nếu mà cái mũ của mình nó bằng không đúng không? Bình thường khi mà mình set nhá, nếu mà cái mũ của mình nó bằng không thì cái số của mình return nó sẽ bằng 1 đúng không? Vì số nào n mũ 0 thì nó bằng 1 mà đúng không? Nên là mình sẽ có hai vòng là nên mình sẽ có một vòng if else là nếu mà cái if này if cái power mà nó không bằng 0 á thì mình sẽ làm như này. Còn nếu mà power nó bằng 0 thì mình sẽ return 1. Thì bây giờ nếu mà cái power nó khác không thì mình sẽ làm gì? Thì mình sẽ chỉ cần return cái base thôi nhân với cái power mở ngoặc cái base nhưng mà cái power bên này là trừ 1 thôi. Đó, các em có thể hiểu như thế. Viết ra là có thể hiểu như nào? Giả sử như hai mũ n nhá. Giả sử mình muốn tính hai mũ n đi, power của hai mũ n. Thì bây giờ ui. Giả sử n bằng 1 thì mình sẽ trả về giá trị là 0, n bằng 0 chứ. Mình sẽ trả về giá trị là 1. Còn nếu mà n lớn hơn 0 á thì có phải là mình trả về giá trị là 2 nên cho power 2 với n trừ 1 đó. Đúng không? Đấy thì cái đệ quy nó chỉ là như này thôi, tức là nó sẽ có hai phần. Phần đầu tiên là xét những cái giá trị nhỏ. Phần thứ hai là xét những cái giá trị khác với những cái giá trị nhỏ đấy. Đó, mình có thể đến cái số Fibonacci á. Các em biết số Fibonacci không? Thì nó là 0, 1, 1, 2 đúng không? 3 này. Số trước là bằng tổng hai số và số sau là bằng tổng hai số trước.
5 đúng không? Thì bây giờ chị sẽ viết là Fibonacci. Mình muốn tính Fibonacci n đúng không? Thì mình sẽ có là nếu mà n bằng 0 á thì mình sẽ trả về giá trị là 0 này. Đúng không? Nhưng mà đây là mình cần phải có hai giá trị cơ thì mình mới có thể định nghĩa được cái giá trị thứ ba. Nên là mình vẫn phải làm tiếp một vòng Lx là n bằng 1 thì mình sẽ trả về giá trị 1. Đấy, sau khi có hai giá trị bắt đầu này rồi á thì mình sẽ đến là khi mà n lớn hơn 1 thì nó sẽ trả về giá trị là Fibonacci n trừ 1 cộng với Fibonacci n trừ 2 đúng không? Đó, các em hiểu đoạn này đúng không? Thì nó cũng giống như là ý là nó giống, nó cũng không giống như quy nạp đâu, nhưng mà các em có thể hiểu nó đơn giản là như này, xong rồi viết code y chang luôn, viết code như này y chang luôn. Chỉ mình chỉ cần chuyển qua thôi mà. Đây, mình chỉ cần chuyển qua y y nguyên luôn á. Ok nhá, có thể về đọc thêm cái phần này nhá. Chị sẽ để nó ở đây. Xong rồi các em về đọc thêm phần đệ quy cho chị nhá. Ok. Thế thì buổi học hôm nay chắc là cũng ok rồi. Nên là chị nghĩ là bài tập về nhà của ngày hôm nay á, thay vì làm code first đúng không? Thì à không, vẫn phải làm code first 5 cái bài mà chị nói nhá. Tức là đây. Các em vào cái link này này, các em phải làm hai cái bài code first mà anh Tùng ra nhá. Xong rồi làm thêm cho chị cái phần này nữa. Đó là cái phần example của introduction này, decision và loop này, với cái function đó, làm hết ba bài trong cái phần này. Tức là nó không phải là một cái test như trong code first đâu, mà các em chỉ làm để các em hiểu là để các em luyện luyện viết lại á, luyện cú pháp các thứ, và cũng để làm ý là để luyện tập thôi. Đó, làm ba phần này cho chị nhá. Thì nó cũng có cả đáp án luôn, nên là nếu mà bí quá thì mình nhìn đáp án nhá. Thì cái mà chị vừa giao là cái bài số 11 này. Đó. Thì từ đây đến thứ bảy thì làm ba cái phần này cho chị nhé, để buổi sau mình sẽ học tiếp cái phần này, nó khó hơn một chút, còn ba cái phần này thì nó đơn giản nhất, thì nhớ làm nhé. Đó, ok. Thì đấy là bài tập về nhà để chị gửi vào trong, chị để vào trong ngày luôn, thì các em vào đây lấy được chưa? Có ai có câu hỏi gì không? Không, không không thì không thì ok nhá. Về nhớ thực hành nhá. Về nhớ thực hành cho quen tay nhá. Ok, để chị up chị up record lên. Bye bye mấy đứa.